chị và các bạn quay trở lại với chương trình Biệt Tài Tí Hon mùa 2. Tạm biệt cậu bé Minh Chiết, vô cùng hiền lành và đáng yêu. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với tài năng nhí thứ tư của ngày hôm nay. Xin mời. Feeling like P. Dragon nhí kìa, không xịn ơi. Khỏi vụ em ơi. Khỏi. Cái tên nó nói là tất cả. Đốt, chất, khí, ra tất cả. Chất khí, ra tất cả. Khí chất má ơi. Khí chất. Trời ơi. Nhưng mà tại sao vừa nhìn thấy hình ảnh của bé Marcus thì anh xịn với chị Ri đã nghĩ ngay là bé sẽ về với đội của mình à? Ủa? G-Dragon nước nào các bạn? Hàn Quốc. Nè, nhưng tôi hỏi hai vợ chồng Ri Xin gì? Đã từng bao giờ nhìn thấy bé Marcus này chưa? Chưa. Đã xem bé ở đâu chưa? Chưa. Vậy thì chưa biết gì về bé rồi. Hai bạn đúng biết không? Em thì không. Nè, biết cái gì mà nói. Bé Marcus này thực sự ra là một hiện tượng nhí. Tài năng gì thì anh Đức chưa có coi, nhưng mà bé rất là đáng yêu, rất là dễ thương. Với những cái clip mà mẹ bé quay lại, chỉ đáng yêu dễ thương thì lại dính với mình nữa. Cái gì nữa Đức? Đây nè, đây là đáng yêu nè, khu này đáng yêu, đây mặt này đáng yêu, thấy không? Đây, đáng sợ và đáng thương nha. Cái gì? Mặt tôi vậy mà đáng sợ à? Bây giờ tôi muốn biết coi tài năng của bé là gì. Đúng. Đúng. Cái đó mới đáng xem. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đến với 5 gợi ý của chương trình. Xin mời. Bé Marcus Phạm: nhảy múa, hoạt ngôn, ngoại ngữ, lồng tiếng và đáp án khác. Lại anh Đức mà không nói, tôi không biết gì để nói đâu. Đúng rồi. Anh cũng lanh lắm anh Đức. Nên bây giờ tôi mới nói là những gì tôi nói là đúng. Anh Đức à, bạn rất là đáng thương. Hoặc ngôn em khỏi đúng lựa rồi, chọn. Không có lựa chọn gì hết. Có một gợi ý nữa cho mọi người. Gì? Bé này hiện đang sống ở nước ngoài. Kệ nó. Cho nên là khả năng ngoại ngữ của bé là rất là tốt. Vậy không? Thì anh chọn. Vậy ý là anh Đức sẽ chọn ngoại ngữ, anh hiểu không? Thông minh. Tì. Bây giờ anh nói cái giấy sao bố mình chưa tin anh Đức. Sao mặt cứng vậy cưng? Rồi bé này á, lồng tiếng rất là giỏi. Trời ơi. Ôi điên. Trời ơi. Đẩy hết. Hoạt ngôn. Ngon đi, hoạt ngôn. Cả hai đội cùng cho đáp án là hoạt ngôn luôn. Đẩy cháu ra. Đức quá mà. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bé Marcus để xem tài năng của bé là gì. Chị Mai đi ăn thịt bò. Thịt bò là ai vậy? Đi ăn thịt, đi ăn quán Hàn Quốc á. Là ăn mấy con heo á hả? Ừ, cũng có thịt heo nữa, ăn. Ăn nó chết sao? Thì tại vì mình phải ăn nó thì mình mới lớn được. Thôi, không được. Sao ạ? Đó là bạn của mình mà. Nhưng mà con ăn sao con lớn được, con muốn mau lớn mà. Không, con thích mà lớn. Tại sao không ăn nó? Tại con thích hả? Đúng không mẹ? Con lo lắng cho con ít bự đó đâu. Con lo lắng cho con ít bự hả? Con lo lắng cho mẹ. Con nói gì đó lớn lên coi. Con lo lắng cho mẹ với lo lắng cho con ít bự.
nhưng mà con ít bự nó đã chết rồi. Thôi là anh lặn con ít yêu nói là ít yêu mẹ. Ừ, mẹ biết rồi, nhưng mà thôi nó lỡ chết rồi, thôi nha con, không mất khóc nha. Nhưng con, chúng nó còn sống lại hả? Ừ, mẹ cũng mong là nó còn sống lại. Nên con đừng buồn nữa nha con. Nhưng con muốn bắt cái khác con. Mẹ bắt cái khác cho con nha. Trời ơi, coi tivi mà khóc như là hả? Thiệt cái đó hả? Mẹ không cười với con nổi luôn á. Em xin con hả? Mẹ giận con hả? Sao mẹ giận con? Tại vì mẹ nói một tiếng con không nghe. Vậy con lì chứ, mẹ nói con nhiều lần mà con không nghe mẹ. Dạ. Biết lỗi chưa? Biết lỗi rồi. Con tha thứ cho mẹ. Con con. Chi? Để có Sơn. Thương ai? Sơn mẹ. Không. Con tôi đó, đây là con anh Thành rồi. Con tôi sau này đó là nó vậy. Đúng đó rồi. Nó phải trả treo mà vậy đó. Ai cũng thích con hết trơn á. Chưa ra là thấy âm thanh đó rồi. Chú Trân Thành xuất hiện. Đây, vô đây, có người muốn gặp tôi phải không? Hi, ra đây chơi. Đi đi, ra đây cho con. Đi, ra đây chơi. Khóc luôn. Nói cho mọi người nghe cái con tên gì vậy? Con tên là Market. Tên tiếng Việt con là tên gì? Tiếng Việt hả? Ờ, tên tiếng Việt là tên gì? Market Phạm đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Ai cũng thích con hết trơn á. Đây giống chết tên. Tự tin lắm. Con thương ai nhất ở nhà? Thương mẹ. Nhưng mà mẹ đâu có thương con đâu này. Chứ thành thấy trong kia mẹ đâu thương con đâu. Trong xe mẹ hay thương con lắm. Thôi cầm rồi vuốt vuốt họ mất cái nhẫn tôi đi nghe. Dạo này tôi thấy ta làm lẹ lắm. Tôi sợ lắm. Lẹ hả? Ừ. Không có đâu. Có à? Chữ giờ thôi á. Chữ giờ thôi hả? Chữ giờ thôi hả? Thôi nói giỡn đi. Xui tay đâu. Hất tay liền, hất tay liền. Không, chúng ta nói giỡn với bộ, nói giỡn, nói giỡn. Thương. Ở nhà mẹ hay... Mẹ hay dẫn con đi lắm. Dẫn con đi đâu? Dẫn con đi đâu mà... Lát một hồi mẹ thương con à. À, dù sao cũng thương con. Nhưng mà à, quan trọng là hồi nãy tại sao con ếch nó chết? Con ếch nó ở đâu mà nó chết? Trong tivi mà. Tại sao con ếch trong tivi mà nó chết? Ai làm nó chết? Kỳ vậy? Không phải, nó tự biến mất á. Trời, cái con ếch là sao tự biến mất? Mất luôn. Biến mất xong nó chết luôn. Trời ơi. Tại sao lúc đó con khóc dữ vậy? Tại sao con lo lắng cho con ếch vậy? Tại vì con thích con ếch mà. Ngoài con ếch ra còn con gì con thích nữa không? Thích nhiều con lắm. Thí dụ, kể chú Thành nghe coi con gì. Con heo. Con heo. Rồi con bò đúng không? Heo. Con bò. Con bò. Con mèo. Con mèo. Con mèo. Với con chim. Con chim. Ý, sao thích con chim? Con chim có gì đâu thích. Con chim lông không? Nhưng mà con mèo cũng lông xong mà. Đúng rồi. Hợp lý. Sai rồi. Hợp lý. Trấn Thành sai rồi. Nhưng mà con heo nãy là tại sao con không ăn heo? Bây giờ mình ăn mình mới lớn. Này nó là bạn con nè. Con heo với con bò thì con thấy con nào ngu hơn? Con nào ngu hả? Ờ. Con nào cũng không có ngu hết trơn á. Vậy là anh. Ờ. Con ơi, Marcus ơi, chú Đức hỏi con nè. Thương. Nhà con có con nuôi con chó không? Ủa sao biết? Ờ. Thôi rồi. Sao chú Đức thấy con chui vô chuồng con chó làm gì vậy? Con có chui vô chuồng con chó không? Có. Có rồi, cười là có rồi. Có. Con thích quay cái clip đó đâu. Không thích quay clip đó. Không quay clip hả? Mẹ bắt quay hả? Mẹ bắt quay phải không? Mẹ con thật là quá đáng, phạt mẹ đi. Không phạt chú Trân Thành bây giờ là. Đừng có đụng tới mẹ. Bây giờ nè, bây giờ vậy nè, chú Trân hỏi nè. Bây giờ mẹ con quay cái clip mà con không thích thì không hỏi con, phải phạt mẹ. Đúng không? Oh, no. Đúng, phạt mẹ. Phạt con, mẹ. Con...
mời mẹ, mời mẹ. Rồi, mời mẹ ngồi đây. Dạ, chào chị. Mà bây giờ chú Thành hỏi mẹ nè, tại sao mẹ quay cái clip mà mẹ chưa có hỏi ý của bé? Con vô á. Sao con? Con vô á. Vô cái gì? Vô trong chuồng á. Tự nhiên cái chuồng chó, cái chuồng vô cổng chơi vậy? Không có chơi đâu, mà sao nó chưa đóng mà. Không có tự đóng, cái chuồng đó nó tự động nó đóng mà. Con nghĩ sao vậy hả? Bây giờ mẹ mở không được. Mẹ không có la con nhưng mà con chui vô vậy rồi giờ sao ra? Mẹ không có cày, tự nhiên mẹ tự nhiên con chui đó chơi vậy. Bây giờ mới khai. Mà tại sao con vô trong chuồng? Con mê nó. Mê đó hả? Dạ. Mẹ có hay cho con coi mấy cái clip của chú Trấn Thành á ở trên Facebook á, cái vụ mà con mèo không? Vụ mèo sao con nói chú nghe coi. Con mèo màu đen, ai cạo lông nó vậy mẹ? Ai cạo lông nó? Ai vậy con? Ai cạo lông con mèo màu đen của chú Thành vậy? Ai mà kỳ cục vậy? Có hơi gì cạo lông con mèo. Ví dụ mà cô Harry á cạo lông con mèo nhà con chịu không? Ở nhà con mèo con cái ở nhà con mèo con cái lông nó ngắn lắm. Ngắn lắm hả? Ngắn lắm. Để tôi tường thuật lại câu chuyện của gia đình tôi cho quý vị nghe. Ê giao chồng ơi ngày... sao chồng ơi tại sao lại như vậy? Giao một ngày đẹp trời con vợ tôi nó báo là nó mua một con mèo. Mua đâu từ bên Nga về. Với một số tiền cũng khá đắt đỏ. Tôi như đứng tim, tôi nói trời ơi con mèo gì mà mua mắc dữ vậy. Nhưng thôi em nó về nó đẹp thôi tôi cũng yên tâm tôi nuôi. Nó nuôi được thời gian cũng một ngày đẹp trời tôi đang quay con vợ tôi nó gửi tấm hình. Nó cạo con mèo y như nó cạo dừa vậy quý vị. Trời ơi chỗ lồi chỗ lõm. Con mèo mà nó cạo chân lùi như con lươn vậy đó. Không còn miếng lông nào. Đó. Tôi muốn rớt nước mắt. Kìa. Sao cô cạo lông con mèo? Thì cô tưởng là nó bị bệnh da xong cạo lông thì mới biết là không bị bệnh da mà nó khỏe. Trời ơi. Nó vậy đó. Trời ơi mặt bé. Trời ơi lo lắng cho con mèo. Mà từ nãy giờ qua cách nói chuyện của mình thôi là mình thấy bé rất là lanh. Dạ đúng. Rất là khả khen. Và quan trọng rất là thương mẹ. Đó trời con ơi. Con mèo. Nè con mèo đẹp ơi là đẹp luôn. Đúng rồi con mèo đó đó. Cái chương trình này lạ quá à. Nó chảy nước mắt luôn kìa. Chảy nước mắt mẹ luôn kìa thấy luôn kìa. Đó con mèo người ta đẹp như vậy. Cháo người ta như con lươn. Quý vị coi bây giờ con mèo dòm giống như là nạn nhân sau đám cháy vậy. Nó là đứa sống sót duy nhất gia đình đi chết hết con mình nó chạy ra được tàn tạ bê thua thân bại danh liệt. Cảm thấy hối hận quá. Thôi xin lỗi con mèo đi. Xin lỗi con mèo con. Trời ơi. Con nói cô xin lỗi chú Trấn Thành đi. Cô xin lỗi chú Trấn Thành đi. Ủa tại sao con? Tại sao phải xin lỗi con biết không? Tại vì cô cạo lông nó. Đúng hợp lý. Đúng hợp lý, cái này hợp lý. Hợp lý. Để vậy luôn đi. Hả? Để vậy đừng có cạo lông nó. Ai để vậy là không cạo. Nó đượm buồn luôn á. Thấy không? Cảm ơn mẹ rất là nhiều. Mai Cách ơi, bây giờ là con muốn chọn về đội của cô chú nào nè? Về đây đi chú Đức với con đi đi sở thú chơi. Coi nhiều con thú. Coi con voi, con hổ, con sư tử, con hà mã, con thích không? Con vào đây đi, vào đội của cô chú đi. Rồi chưa, cô chưa. Sẽ không có cạo tóc của con đâu. Tình
Linh đâu? Đây. Trời ơi con ơi, cạo tóc con đó. Không về có đây. Cạo đâu. Chú bảo tồn lại cái tóc của con. Con thích chú này nè. Con thích chú này nè. Trời ơi, ghét quá. Rồi nhìn cái tay nha. Rồi con tên là gì? Tên là Market. Con sợ cái tay quá à. Tay của ai vậy? Cái tay của con ma đó. Nói đi con tên gì? Tên là Market. Nói giọng thỏ thẻ thôi nó lớn nó bắt đó. Hai ba. Con tên gì? Tên là Market. Đúng rồi. Con mấy tuổi? Con 3 tuổi. Con nói là quý vị ơi, lén lén bình chọn cho con đi. Nói đi. Quý vị ơi, bình chọn cho con đi. Lén lén con đi. Rồi con nói bàn tay ơi. Bàn tay ơi. Đừng có bắt con nha. Đừng có bắt con nha. Con gửi mẹ con cho bàn tay nha. Con gửi mẹ con cho bàn tay. Hả? Được không? Đi đi đi. Đang nè, chợt suy nghĩ lại, chợt suy nghĩ lại. Khoan. Khó, khó. Bây giờ một là bàn tay bắt con. Con gửi mẹ. Sao vậy con? Sao vậy? Chú Trấn Thành cứu con. Chú thương quá. Chú thương con. Ôi, chú thương. Sao vậy? Sao vậy? Con không muốn bàn tay. Nói lại liền. Nói liền. Chú bàn tay bớt bắt lại nha. Bắt bắt lại. Chú con sợ lắm rồi. Chú con sợ lắm rồi. Cảm ơn con. Chú bàn tay sẽ không làm gì Marcus nữa đâu. Chú Thành đã bắt bàn tay lại rồi. Rồi mất tiêu. Rồi yeah. Yeah. Con nói quý vị ơi, bình chọn cho con đi. Quý vị ơi, bình chọn cho con đi. Ta thương quá trời ơi. Rồi không sao đâu con, không sao đâu nha, được, không sao hết.